Đấy bây giờ kể chuyện hoa hậu đi oh, Đây là một câu chuyện phải nói rất là thú vị Vì chúng ta cũng biết là mấy năm nay là thi hoa hậu rất là nhiều Và cũng có một số các bạn đã thành công trong một số lĩnh vực khác Cũng có những bạn ca sĩ này Một số bạn đã là diễn viên này Đấy các bạn ấy cũng đi thi hoa hậu Thì uh, có thể mỗi người sẽ có những cái tính toán khác nhau Trong cái việc là chọn một cái cuộc thi sắc đẹp Đối với Diễm và cái thời điểm mình đăng ký thi hoa hậu đấy là Diễm muốn tìm kiếm điều gì Hay muốn thay đổi điều gì ở bản thân mình Kể từ khi mà cái tin mà em lộ ra là em thiếu hậu thôi mọi người đã bàn hoàng hoàng người không nghĩ là em sẽ làm như vậy mọi người chắc là những là chỉ là post lên cho vui đúng không để câu like hay sao mọi người không nghĩ là em là một cái người mà dám làm vậy đúng không thì chính vì mọi người không nghĩ vậy á cho nên em phải làm cho để cho mọi người nghĩ là ôi mình này gan quá thì cái mà em muốn mình có được khi mình nói ra một cái bề nổi á thì ai chắc chắn mong muốn là thôi thì em nói là là em muốn nổi tiếng em muốn có thương hiệu Tại vì em thấy rất là đúng, những có những người nghệ sĩ người ta đã từng nói là Ở Việt Nam này, ừ. con đường uh, nhanh nhất để nổi tiếng là trở thành hoa hậu Hơn ai hết là nghệ sĩ em cũng tham vọng mình được Là hàng A, mình cũng muốn được nổi tiếng và mình muốn Làm cái đỉnh nhất ở trong cái quãng đường mà khi mình cố gắng thì mình sẽ là phiên bản tốt nhất của mình Thì em mong muốn cái thứ nhất là như vậy Cái thứ hai Cái sâu thẳm nhất của em mình nhìn thấy là Em muốn Hoàn thiện mình hơn Tại vì mọi người không biết đâu khi mà em em nghĩ là mình hoa hậu thì em sẽ trải qua những cái điều rất là khó khăn nó khó khăn từ bản thân trao dồi về uh, nhan sắc về kiến thức em muốn ở trong cuộc đình có thêm một bước học mới mình thử xem mình sẽ có thành tích gì Chỉ chắc chắn là mình sẽ không thể làm thành hoa hậu, hậu được rồi em xác định khi mà em thi là em không tôi không có muốn thành hoa hậu, hậu. Nói, nói thế không muốn thì người ta bảo là thế không muốn thì đi thi làm gì không, thật nhanh khi em nói là một cái thông tin nhưng em thi là em không hề muốn hoa hậu em thi chỉ muốn người biết có một cái người ca sĩ rất xinh đẹp thôi <laughs> em là người vô cùng lạ nên mọi người cứ hay nói mày xạo mày thi mà không bảo mà mày không muốn thành hoa hậu này nó mọi người xin phép em muốn đến đây để mọi người thấy có một cái người nghệ sĩ người đó đang rất là cố gắng để cho khán giả để thương em nhiều hơn để mọi người thấy em khi mà ở trong cái um, lĩnh vực về ca sĩ thì chưa chắc là mọi người đã, đã, đã biết mình nhiều hơn hoa hậu anh biết mà cuộc thi ừ. hoa hậu nó thu hút rất là nhiều cho nên là em muốn tôi vào đây tôi sẽ tiếp tục hát ở đâu cũng hát ông kính đưa tới là tôi hát hay để người ta biết là tôi là ca sĩ và may quá tất cả những cái trang mạng là người ta nói đây em ca sĩ em vô cùng happy em không cần vướng miệng rồi sau đó sau đó một cái thời gian nỗ lực anh ơi em đã phải trầm cảm em đã phải khóc nước mắt máu em rơi em tập đành em phải thi em phải gia đình em động viên rồi tài chính đổ ra rất nhiều em cảm thấy là mình quá mệt rồi nhưng mà vào ngày cuối năm chuẩn bị bước cho thừa Khi mà em ở trong cái top là những người được vào chung kết thì có 38 cô này mà Thì tất cả các cô gái khác đều nói em là Hình như chị có một cái con đường riêng Và chỉ có một cái style riêng Và chị không bao giờ cần phải chiến thắng ai Chị không có đối thủ ở đây Tại vì sân khấu hôm nay là của em Ngày chung kết em bước đi những cái bước kết quá mà khi mặc dạ hội khi mà kết thúc á Người ta nói là tưởng em final work <laughs> <laughs> Em chưa hoa hội em phải final work rồi Người ta đã cho em một cái giải rất là người đẹp tài năng em sung sướng vô cùng thì em xin cảm ơn cuộc đời em em hạnh phúc vì ừ. em có hậu hoàng vũ